Việc mua trùng hợp cùng một mặt hàng trong cuộc sống rất dễ nhận ra, bởi các nhà tạo ra khi sáng sủa tạo nên một cống phẩm họ vẫn thường ưu tiên việc ra cùng một lô hàng với số lượng lớn, nhất là trường hợp cống phẩm đó thuận tiện được bán ra ngoài thị trường. Mới đây, một câu chuyện liên quan tới việc mua trùng một mẫu xe khiến nhiều người mỉm cười bò dì khi để cùng một chỗ, chủ nhân của nó lại thật sự gian nan và nhiều khi phải dành cả thanh xuân chỉ để xác định đâu là xe mình. Nhiều người thậm chí đã đặt hẳn nhiều giả thiết khác biệt cho việc tậu những chiếc xe giống nhau này của các cô cậu học sinh. Bức ảnh những chiếc xe đạt màu hồng trùng nhau tại một nhà xe chiếm được con số like khủng từ cư dân mạng ảnh Võ Ngọc Xuân Quỳnh. Cụ thể, chia sẻ trên một fanpage về trường học, một tài khoản cá nhân bất thần khiến nhiều người thích thú vì tấm ảnh hình thành một loạt xe đạt nữ, từ mẫu mã tới màu sắc giống y như nhau tại nhà xe tại trường học. Cũng vì sự như nhau không điểm khác lạ ở mỗi chiếc xe nên mỗi khi lấy xe các bạn học sinh thật sự phải tốn thêm kha khá thời gian để xác định đâu là xe mình, đâu là xe bạn. Liên hệ với người đăng tải bức ảnh, bạn Võ Ngọc Xuân Quỳnh chia sẻ, thiệt tình chỉ là trùng hợp thôi à, cũng không ai nói ai nhưng em cũng khá bất thần khi thấy cảnh các bạn đi xe đạp giống nhau như này. Ra lựa xe mình mà cứ lo lấy nhầm xe bạn khác đạp về thôi. Sau khi đăng tải SG, bài viết nhanh lẹ trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Hiện tại số lượng like dưới bức ảnh cũng đang tăng lên với vận tốc chóng mặt, rất nhiều bình luận rôm rã khiến cho bài viết càng hoa hơn. Xe đã giống nhau rồi lại để gần nhau, lại mấy thánh đúng ít vô cực mà. Bảo vệ đề nghị các bạn học sinh bữa sau đầu tư thêm cái hộ số để tránh nhầm lẫn nhé. Tôi chưa về nhà được các ông à, vẫn đang lòi mắt tìm xe đây. Tao đi từ đầu nhà xe tới cuối nhà xe vòng lên vòng xuống 4 lần mà vẫn không kiếm ra được xe mình đây.